Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một con máy hàng mít đa năng thương hiệu của Welcome ha. Bên ngoài thì nó sẽ đựng trong một cái thùng rất là khủng luôn nè. Trên đây thì nó có thương hiệu Welcome. Ở đây nó ghi là Multimax V2000. Xung quanh thì cũng là những cái thông tin rồi quảng cáo đồ của nhà sản xuất ha. Đây là thương hiệu Welcome nè, giá trị thật. Phía bên đây thì cũng là những cái hình ảnh quảng cáo nè. Đây thì nó có một cái miếng tem phụ. Trên tem nó cũng có rất là nhiều thông tin luôn, như là tên sản phẩm, nó ghi là máy hàng bán tự động Multimax V2000. Dòng hàng của nó là 200A, điện áp là 220, 50Hz, công suất là 8,2 kVA, trọng lượng là 8kg. Kích thước ở đây là 530 x 280 x 375mm. Ở bên dưới nó có ngày tháng năm sản xuất nè, rồi nhà sản xuất, địa chỉ nè, rồi nhà nhập khẩu, nhà phân phối đồ, cụ thể gõ gàng chứ ha. Bên trong thì nó sẽ có một cái súng hàng. Đây thì nó sẽ có những cái bếp nè, rồi cờ lê để anh em có thể mình tùy chỉnh. V200E 16 ly 3m. Phía bên đây thì nó có một cái cuốn sách hướng dẫn nè, kèm cho mình thêm một cái rulo đi dây. Nó sẽ có hai kích thước. Đây là 0.8 nè. Nếu anh em sử dụng bên đây thì nó sẽ là 1 ly nha anh em. Đây là con máy của mình nè. Phía bên trong thì nó cũng có là một cái kềm hàng nè anh em. Dây nhợi đồ cũng rất là chắc chắn luôn ha. Do nó là con máy chính hãng á, bởi vậy những cái phụ kiện tặng kèm chắc chắn nó sẽ là di động 100% anh em. Ở đây sẽ là một cái cổng dây mát nè. Anh em nhìn thấy chi tiết hoàn thiện của nó cũng khá là xịn sò luôn ha. Và ở đây là con máy của mình, trên đây nó có thương hiệu của Welcome nè, Multimax V2000. Đây là sợi dây nguồn của nó, có cái phít cắm. Ở bên đây mình thấy nó có cái chỗ quạt bảo hành ngay để được hưởng quyền lợi từ nhà cung cấp. Đây người ta ghi là sản phẩm đã sử dụng không được bảo hành nếu chưa kích hoạt. Thấy nó có cái tem của thương hiệu Welcome nè, nó ghi là tem bảo hành điện tử xác nhận hàng chính hãng. Rồi ở đây nó có số hotline nè, rồi có trang web đã ghi là cào và soạn tin nhắn theo cú pháp để kích hoạt bảo hành. Thì cái cú pháp của nó là XT, rồi cái mã bảo mật gửi cho 7039. Cái phí của nó là 1000 ha anh em. Mình cào luôn cho anh em dễ hình dung ha. Cái này cào ra thì nó sẽ là cái mã QR code ha anh em. Bên dưới thì nó sẽ có một cái dãy số, chắc là cái số bảo mật ha. Và hiện tại bây giờ mình cũng đã soạn xong rồi nè. 7039 là cái chỗ mình gửi đó. Còn bên dưới thì cú pháp của nó là XT, rồi cái số bảo mật phía cuối nó là EGMG nè. Đây, EGMG là ok. Bây giờ mình sẽ tùy chọn mình gửi. Rồi, gửi thử con sao anh em. Nó gửi thành công. Rồi, đợi chút xíu có gì không nha. Đây, nó có một cái tin nhắn nè anh em. Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm chính hãng máy hàng bán tự động Multimax V2000 Welcome, bảo hành 18 tháng từ ngày 17 tháng 7 năm 2022 ha. Thì máy hàng anh em mua về mà nó có cái tem kích hoạt bảo hành này nè, mình kích hoạt được thì chắc chắn cái máy này nó sẽ là hàng chính hãng 100% anh em. Ở mặt trước của con máy thì nó sẽ có là hai cái đồng hồ hiển thị nè. Trên đây thương hiệu của Welcome, nó có một cái đèn OC báo nhiệt độ. Cái mã là Multimax V2000, bên đây là công tắc, anh em có thể là mình chỉnh lên lip tip kiểu như là hàng tiếp quẹt á. Chính giữa là anh em sẽ sử dụng là hàng mid, còn bật ở trên đây thì anh em sẽ sử dụng là hàng que ha. Anh em có hai cái núm để mình chỉnh dòng hàng nè. Ở đây sẽ là những cái chỗ anh em có thể mình lắp cọc hàng vô để mình sử dụng ha. Bên hông thì nó có thương hiệu Welcome, đây Multimax V2000, nó sẽ có một cái quạt tản nhiệt. Và ở phía sau thì nó sẽ có một cổng dây nguồn nè. Trên đây thì có công tắc on off. Bên đây chữ Welcome nè, bên dưới là cái bảng thông số chi tiết của con máy anh em. Input AC 220V, phía trên nó có chỗ AC 36V, em lắp nguồn đồng hồ khí khi mà mình sử dụng mic có dùng khí. Và bên dưới thì nó có chỗ để anh em lắp cái ống ga vô để mình sử dụng ha. Và ở đây thì mình có một cái nắp nè, cái này thì nó có cái chốt, anh em sẽ mở nó ra. Bên trong nó có chỗ anh em lắp dây vô để mình sử dụng. Chính hãng lúc nào nó cũng có mã vạch rồi số series cụ thể gọn gàng chứ ha. Bên đây là cái cụm motor để nối dây nè. Anh em nhìn thấy thiết kế của nó nhìn cũng rất là chắc chắn, cứng cáp luôn ha. Mình đang có một cái cuộn dây hàng mít không dùng khí nè, ghi size là 0.8, trọng lượng là 5kg. Giờ mình sẽ khui ra, mình lắp thử vô con máy này xem như thế nào anh em. Những cuộn dây hàng thì nó cũng hút chân không đồ cũng rất là kỹ lưỡng luôn ha. Đây nó có tờ giấy, mình lột nó ra luôn. Tiếp theo mình sẽ dặn cái cục này ra, chiều nó sẽ nằm qua đây nè, để mình có thể mình nhét cái dây vô trong đây. Và cái sợi dây này nó sẽ nằm ở bên dưới anh em. Xong rồi cứ dặn lại thôi. Đây là cái chỗ luồng dây nè, anh em sẽ xả cái này ra ha. Đó, nhấc lên nó tự bung ra luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái nắp nè, mình có thể mình dặn ra. Này nó sẽ có hai cái cảnh, thì nó ghi ở đây là 1 ly, còn bên đây nó ghi là 0.8. Thì khi mà anh em sử dụng 1 ly thì mình sẽ lật cái 1 ly vô trong. Hiện tại bây giờ mình đang xài cái dây 0.8, bây giờ mình sẽ lật bên trong anh em. Lấy cái sợi dây này ra. Bên đây thì nó bị cong nè, anh em sẽ lấy kềm mình cắt bỏ cái khúc cong đi nha. Nhét vô cái lỗ này nha anh em. Mình cứ luồn cái cọng dây này qua,
Ngoài đây nó có một cái nắp màu trắng nè, gỡ nó ra luôn ha, đẩy sao cho cọng dây mà nó lòi ra cọng dây của mình nè. Đó, nó ra tới ngoài đây rồi nè. Mình tiến hành mình đẩy cái bánh xe này xuống, gài lại, cứ dặn lại là ok ha. Thì súng hàng cọng dây này thì nó dài tới 3 mét anh em. Thấy mấy cái tiệm bán người ta kêu cái súng này là súng Bana á. Đây là cái đầu nối vô con máy nè, đây thì có lỗ đi dây nè, cái lỗ khí, và ở đây là hai tiếp xúc điện, được là bằng thau hết trơn anh em. Xỏ cọng dây vô đây nè, cứ nhét vô nó có khớp chưa nè. Ngay chỗ mà cái cọc hàng mít này nè, sử dụng hàng mít không dùng khí thì mình sẽ lấy cọc này nè, mình lắp vô dấu trừ. Khi mà anh em sử dụng mà xài mít có khí á, thì mình sẽ lắp cọc này vô cái dấu cộng ha. Đây cộng nha, dây mát tặng kèm, sở vô là ok. Trên đây thì nó sẽ có những cái núm chỉnh chế độ. Hiện tại bây giờ ARC là đang hàng que nè, xuống đây nó là hàng tiếp quẹt, còn mình hàng mít á, thì mình sẽ chỉnh ở chính giữa ha. Hai cái núm này anh em có thể tùy chỉnh, một cái là chỉnh cái dòng hàng với lại một cái là chỉnh cái tốc độ dây. Trước khi tiến hành mình bấm cho cái dây nó chạy ra đó, thì anh em mà kỹ á, mình sẽ gỡ mấy cái bét này ra nè. Đó, để khi mà dây mà nó chạy lên đây á, thì nó sẽ không có bị kẹt nha anh em. Giờ để mình gỡ lên cho anh em xem. Bóp cò. Đó, bên trong là cái bánh lăn nó sẽ chạy nha. Cọng dây nó ra ok rồi nè. Mình sẽ lắp mấy cái bét lại nha anh em. Bây giờ mình sẽ đem cái bộ máy này ra ngoài sân để mình test sử dụng thực tế, coi coi nó hoạt động như thế nào anh em. Giờ bữa nay ông chú mình đang làm cửa đó, sẵn rồi mình nhờ ông chú test thử ha. Đây, đang chỉnh chế độ hàng que nha anh em. Bên ngoài có cái lớp sơn đó nè, khi mà mình hàn là nó cháy lên. Đây mình có hai khúc sắt hợp 36 nè, là test thử chức năng hàng mít không dùng khí của con máy. Còn sao nghe anh em? Mỗi hàng nãy giờ mình hàng nè anh em, nhìn cũng khá là đẹp luôn ha. Điều tâm tấp luôn nè, mình chỉnh cho nó maximum đi. Test thử trên sắt dày coi cái lửa của nó như thế nào nha anh em. Giờ đây mối hàng mình mới vừa hàng được nè, anh em nhìn thấy cũng khá đẹp luôn ha. Mình test thử một cái mối nối vô trong đây coi sao nghe nè. Đây cái đường hàng của mình nè, anh em nhìn thấy cái mối của nó rất là đẹp và cũng rất là ngấu luôn ha. Qua bài test mình thấy con máy này thật sự rất là mạnh và xử lý công việc cũng rất là hiệu quả. Thì bây giờ mình sẽ khui toàn bộ con máy này ra để xem thử cấu tạo bên trong của nó như thế nào anh em. Đây là bên trong con máy của chúng ta, anh em nhìn thấy cái bản mạch của nó cũng rất là khủng luôn ha. Đây hai cuộn dây đồng nè, rồi motor kéo dây, rồi nguyên một cái cụm tản nhiệt, và ở đây thì nó có tới 4 con tụ luôn ha. Hiệu của nó là Retech nè, CD294 400V 470 microfarad. Bên dưới đây những con linh kiện nhỏ nhỏ nè,
nó cũng có thương hiệu rồi thông số đồ cụ thể gọn gàng hết trơn ha. Nó xài motor lớn nè, dưới cánh quạt thì nó cũng có nhôm tản nhiệt, đây thì cũng có rele nè, đúng là hàng chính hãng mà bò mạch nhìn rất là đã luôn ha. Thì mình đã test và buông toàn bộ con máy này ra rồi ha. Thì anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này, mình sẽ để đường link dưới phần mô tả, anh em cứ nhấp vào đó để tham khảo. Thì anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhấn như nút đăng ký bên đây, nhấn nút cái chuông, khi nào có video mới anh em mình cùng giữ luôn ha. Rồi các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày mới nhé, bye bye.